quan tới ca mắc COVID-19 bệnh nhân 1347 vừa được Bộ Y tế công bố vào chiều qua, có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân 1342 đã công bố chiều ngày 29 tháng 11. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khẩn trương truy vết, xác minh các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 1347 để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Theo điều tra ban đầu, số trường hợp tiếp xúc gần F1 của bệnh nhân 1347 là 38, đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần, tức là F2, là 154, trong đó có 62 người ở quận Tân Bình và 92 người ở quận 10. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca bệnh.